con đùi trái á, rồi tôi hỏi bác sĩ tư vấn làm sao cho nó hết để giùm em nha. Dạ, vâng, xin cảm ơn câu hỏi của khán giả Lâm Thị Đông ở Kiên Giang. Vị khán giả này hỏi rất là cụ thể đúng không ạ? Bị hoại tử xương đùi trái, không biết bây giờ làm thế nào? Xin nhờ bác sĩ tư vấn. Thì cô cũng đi khám rồi thì bác sĩ đã chẩn đoán là mình hoại tử của xương đùi. Nếu mà chúng ta kiểm tra trên X quang thì chúng ta thấy rõ cái vấn đề đó thì có thể là mức độ nặng rồi. Nếu mà mình kiểm tra trên MRI thật sự là khi mà mình đau cái quanh vòng khớp háng thì khi mình đi kiểm tra thì bác sĩ chỉ cho mình chụp cái X quang là chủ yếu thôi, chứ ít có ai mà cho chụp MRI để kiểm tra cái vùng cổ xương đùi khi mà vấn đề mà mình chụp X quang không thấy rõ thì mình mới đi kiểm tra cái MRI, thì cái MRI là nó chính xác hơn thì mới thấy được cái vấn đề đó. Thì khi MRI khi X quang mình chụp thì đã thấy hoại tử thì chắc chắn là nó mức độ nặng. Thì khi mức độ nặng á, thì mình có thể can thiệp nhiều cái phương pháp. Thì trước tiên mình uống thuốc thì chắc chắn mình có đi khám thì bác sĩ sẽ kê thuốc cho mình uống thuốc thì nó sẽ cầm cự cho mình, nó sẽ đỡ cho mình, nhưng khi hết thuốc thì nó chắc chắn nó sẽ đau lại. Thì giờ mình sẽ lựa chọn theo cái phương pháp vật lý trị liệu, thì nó là cái phương pháp tối ưu dành cho cái vấn đề hoại tử của xương đùi. Nó tối ưu là ở đây là nó sẽ giúp cho mình cũng là giảm đau kháng viêm, ngoài cái thuốc đó đó mình cũng giảm đau kháng viêm, mình sẽ tập vận động lại để cho cái khớp đó nó được làm việc, để cho nó gọi là nó trơn tru hơn, để cho những cái dịch nhờn ở trong đó nó tiết ra. Ở đây sẽ có kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn cái vấn đề đó. Thì khi mình đi lại nó đau thì mình cũng hạn chế đi lại thì nó cơ nó sẽ teo. Thì ở đây thì sẽ có hướng dẫn những cái cơ nào yếu như là teo thì ở đây sẽ tập luyện lại. Còn ngoài ra khi mà mình điều trị khoảng sau cái điều trị bảo tồn mà tốt nhất là 6 tháng á, thì mình điều trị nếu mà không hết thì mình phải đi phẫu thuật. Mà không biết là cô thì chắc cũng chắc khoảng nghe giọng nói khoảng 60 ha. Thì ở đây nếu mà mình có còn cái lứa tuổi đó thì mình có thể phẫu thuật được, mình có thể nạo vét nếu mà cái vùng nó còn ít thôi, mình có thể nạo vét cái vùng mà hoại tử đó, thì nó cái làm cho khớp mình nó sẽ gọi là nó trơn tru hơn, nó sẽ giảm đi cái tình trạng đau. Cái mà khi mà cái đó nếu mà nặng quá thì có thể là mình sẽ thay khớp háng toàn phần, có thể là thay bán phần cũng được. Tùy theo vào cái mức độ của tổn thương, có thể tổn thương cái chởm hay là tổn thương nguyên cái ổ cối luôn thì mình sẽ thay hết. Thì ở đây mình có thể lựa chọn theo phương pháp vật lý trị liệu, mình điều trị ổn thì mình sẽ không cần phẫu thuật. Dạ, vâng, xin cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ đối với vị khán giả đầu tiên của chúng ta. Vâng, và chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu giao lưu của một vị khán giả nữa. Xin mời vị khán giả này nêu câu hỏi ạ. Tên là Lê Thị Ngọc Diệp, năm nay 58 tuổi, ở xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An. Thì em bị tê hai cái tay mỗi khi buổi sáng ngày về, cũng nhờ bác sĩ hướng dẫn cho em cách điều trị. Là hôm rồi em cứ đi bấm nguyệt mà bớt rồi cái gì về nó đau nó lại nữa, vậy em phải điều trị bằng cách nào, nhờ bác sĩ hướng dẫn. Dân xin cảm ơn vị khán giả Lê Thị Ngọc Diệp đã alo về cho chương trình, và xin mời bác sĩ Thọ tư vấn cho chị về việc bị tê hai tay. Về vấn đề tê hai tay á, thì sau khi thức ngủ dậy tê hai tay thì cái thông tin đó thì nó cũng hơi ít. Thì có thể là cái công việc của mình là có sử dụng hai tay nhiều hay không, mình làm cái công việc nó như thế nào, rồi khi mình lấy xe, đặc biệt là lái xe mình có cảm giác tê hai tay nhiều hay không. Nếu mà mình lái xe mà cảm giác nó tê nhiều thì lúc đó là mình nghi ngờ tới cái vấn đề bệnh lý hội chứng ống cổ tay. Đối với những người làm nghề nghiệp như giáo viên này, những người sử dụng tay quét sơn, hay là những người làm công việc bằng thợ mộc, hay là những người làm văn phòng sử dụng con chuột nhiều, nó cũng xảy ra cái bệnh lý hội chứng ống cổ tay, sẽ làm tê xuống chèn ép cái dây thần kinh giữa ngay chỗ ngay ống cổ tay của chúng ta. Nó có một cái dây thần kinh giữa nó chui ngang qua, khi mà nó bị sơ hóa cái dây chằng ngang nó đè ép lên thì lúc đó nó sẽ làm cho tê buốt xuống cái bàn tay của mình. Đó là một cái triệu chứng cái bệnh lý điển hình. Ngoài ra có thể khi mình cái tư thế ngủ, mình cũng khi mình đè ép nó khi mình ngủ nghiêng thì nó cũng sẽ gây cho cái vấn đề máu nuôi nó cũng kém, nó làm cho cũng tình trạng tê tay cũng xuất hiện. Rồi nó lại có những cái bệnh lý cũng liên quan tới bệnh lý như tiểu đường thì nó cũng làm cho mình tê ở những cái đầu ngón chi.
Nên bây giờ cô tốt nhất là cô phải đi khám những bác sĩ chuyên khoa, thì bác sĩ sẽ cho mình cái cận lâm sàng, đặc biệt là cái đo điện cơ, coi nó có bị tổn thương cái dây thần kinh giữa hay không, thì lúc đó mình mới biết chắc chắn là nó bị hội chứng ống cổ tay. Ngoài ra có thể là vấn đề về chèn ép cái rễ thần kinh cổ, nó là một cái dấu hiệu cũng rất là đặc trưng. Thường thì thậm chí có nhiều người, trường hợp chúng tôi gặp thì thậm chí tê một ngón út thôi mà tại sao lại bị vấn đề cổ. Thì ở đây thì dây thần kinh trên cột sống cổ thì nó rất là nhiều dây thần kinh, nó nguyên một đám rối như vậy, thì mỗi vùng nó mỗi phân định khu thần kinh khác nhau. Thì chúng ta cũng biết thì cột sống cổ nó cũng có đĩa đệm, khi mà đĩa đệm nó có vấn đề hay là hẹp ống sống, thì khi mà đĩa đệm nó thoát ra hay làm hẹp ống sống nó chèn vô thần kinh, nó cũng gây ra tê buốt xuống cái vùng bả vai nè, tê suốt bắp tay nè, cẳng tay nè, thậm ngón tay nè. Đó là những cái dấu hiệu rất là điển hình. Nhiều người thì mình không có đau vai, không có tê vai, tê tay mà tê ngón tay, cái đó cũng là một cái dấu hiệu, nên mình phải kiểm tra cận lâm sàng cho nó chính xác nhất. Nên mình phải đi khám để bác sĩ thăm khám những cái bài test, coi nó phải loại trừ nó là hội chứng cổ tay hay là vấn đề về cột sống cổ, hay là những cái vấn đề bệnh lý tiểu đường, hay là vấn đề về xơ vữa động mạch, giãn tĩnh mạch. Dạ, chỉ một triệu chứng tê tê tai thôi mà có rất nhiều cái bệnh lý có thể xảy ra đúng không ạ? Đúng rồi. À, mong rằng với những lời chia sẻ của bác sĩ Thọ thì chị Ngọc Diệp phải tranh thủ thời gian đi thăm khám để có hướng điều trị kịp thời chị nhé. À, và chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với một vị khán giả ở Cần Giuộc, Long An. Trần Nhân Hai, 59 tuổi, ở xã Vĩnh Tây, Cần Giuộc. Số máy là 0122 9686 745. Tôi xin hỏi về thối quá khớp á, cái đau từ cái bả vai mà trở lên gần cổ á, nó đau 2 3 bữa, 3 4 bữa vậy cái nó mới hết. Dân xin cảm ơn vị khán giả đã gọi về cho chương trình. Vị khán giả này quan tâm đến việc đau từ bả vai đến cổ. Đâu Không phải biết là vậy. bệnh gì ạ, thưa bác sĩ? Thì mới nãy mình cũng có phân tích cho cái bệnh nhân kia, thì có một cái bệnh lý là có thể đau, mình có đau cổ có một cái triệu chứng đó, rồi đau bả vai cũng là một cái triệu chứng thứ hai, thì đó là có thể là bệnh lý về cột sống cổ. Thì khi mà cột sống cổ vấn đề thoái hóa, thì thoái hóa diễn ra với cái lứa tuổi của chú thì có thể là thoái hóa đã diễn ra rồi, thì khi thoái hóa như vậy thì nó làm cho những cái máu khớp, những cái máu khớp đó nó bị mòn đi, có thể mình nhìn trên huyết quang mình sẽ thấy rõ, thì nó sẽ làm gây ra cái tình trạng đau cho mình. Khi mà thoái hóa diễn ra lâu ngày, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề bên trong của đĩa đệm nữa. Có thể dẫn tới vấn đề thoái hóa đĩa đệm. Khi thoái hóa đĩa đệm thì nó sẽ yếu. Nó yếu thì khi mình có cái công việc gọi là tư thế mà mình lúc nào cũng gọi là cúi, như nhân viên văn phòng, hay là mình làm thợ mộc, hay là mình lái xe hay gì đó, thì mình có tư thế ngồi như vậy thì cái cột sống cổ nó làm việc rất là nhiều. Khi cúi thì nó ảnh hưởng tới vấn đề, cũng là vấn đề căng cơ. Căng cơ lâu ngày nó cũng sẽ ảnh hưởng tới vấn đề thoái hóa, nó nguyên một chuỗi như vậy, cứ căng cơ rồi co thắt cơ rồi thoái hóa đĩa đệm, thoái hóa đĩa đệm xong rồi sẽ thoái hóa thoát vị đĩa đệm, làm hẹp ống sống, rồi có thể chèn ép vô cái rễ thần kinh, sẽ gây lan đau từ cột sống cổ xuống bả vai, có thể là đau đau đầu, đau nửa đầu, đau vùng gáy. Nó rất là nhiều cái hội chứng cổ gáy, hội chứng vai bàn tay, thì có thể lúc đầu mình bây giờ là chỉ đau cổ với bả vai thôi, nhưng sau này có thể là nó có thể theo dây thần kinh nó đau lan xuống bắp tay, cánh tay, cẳng tay, ngón tay, thì triệu chứng đau thì nó là một cái giai đoạn sau này là nó đau lan tỏa. Nếu mà giai đoạn sâu hơn nữa thì nó là tê, khi mà nó chuyển qua tê rồi nó rất là điều trị cũng hơi khó. Nên bây giờ chú phải đi thăm khám để chúng tôi cho chụp X-quang để coi cái vùng cột sống cổ nó chú có vấn đề gì hay không. Còn nếu mà hiện tại chú đang làm công việc gì đó, nếu mà ngồi tư thế lâu thì chú nên hạn chế ngồi lâu, chú phải ngồi khoảng 45 phút tới 1 tiếng thì chú nên thư giãn để coi cái vùng cột sống cổ phía sau của chú nó có được giảm bớt cái co thắt hay không, giảm bớt cái đau hay không. Thì đó thì chú nên làm hướng dẫn của tôi như vậy, chú sắp xếp thời gian để chúng tôi biết được thăm khám cho chú.
Nhưng giờ tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa ạ. Quang, địa chỉ là quận 8. Số điện thoại là 0933408569. Xin hỏi cho bác sĩ vấn đề mà khớp háng. Tôi bị thoái hóa khớp háng, tôi bị hoại tử khớp háng. Hoại tử chõm xương đùi. Vậy là nếu có điều trị không cần phẫu thuật có cơ hội phục hồi tái tạo lại được không bác sĩ, cho biết ý kiến giùm. Hoại tử xoa chõm xương đùi. Mà muốn không phẫu thuật mà điều trị đó để cho tái tạo lại cái chõm nó có thành công hay không, nhờ bác sĩ giúp giùm. Vâng, xin cảm ơn khán giả Minh Quang đã điện thoại về cho chương trình, đã đặt câu hỏi với vị bác sĩ trong chương trình chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và vị khán giả này quan tâm hỏi về cái bệnh hoại tử chõm xương đùi. Xin mời bác sĩ Thọ tư vấn thêm ạ. Thì bệnh hoại tử chõm xương đùi thì chú cần muốn là chú không muốn phẫu thuật, muốn điều trị một cái phương pháp nào đó để cho nó gọi là nó ổn định với mình. Thì thật sự là bây giờ chú uống thuốc thì nó sẽ mình uống thuốc suốt đời thì không được. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề bên trong cơ thể của mình, về vấn đề dạ dày, về gan, về thận. Thì cái đó là chúng tôi không có khuyến khích. Nhưng mà có thể mình sẽ lựa chọn theo phương pháp, có thể là phương pháp vật lý trị liệu. Thì nó sẽ giúp chúng ta vấn đề kháng viêm, giảm đau ngay tại vùng chõm xương đùi. Khi mà cái chõm nó hoại tử thì nó làm cho cái máu nuôi nó sẽ kém, đặc biệt là ngay vùng chõm thì máu nuôi ngay chõm nó rất là kém rồi, và đằng này mình bị hoại tử nữa thì chắc chắn là máu nuôi nó không tới được luôn. Thì bây giờ mình sẽ dùng những cái máy móc của chúng tôi là như máy siêu âm trị liệu, nó sẽ can thiệp vô. Thì khi mình đưa cái máy siêu âm trị liệu, nó là điều trị thôi, thì nó sẽ đi sâu tới 5 cm tới cái vùng xương của chú luôn, thì nó sẽ kích thích cho máu nuôi về, gia tăng cái tuần hoàn, nuôi dưỡng cái sụn ở trong chỗ ngay cái chõm xương đùi, để cho nó gọi là nó trơn tru hơn, cho nó hoạt động, cho nó đỡ đau, cho nó kháng viêm, nó có tác dụng hơn thuốc như vậy nữa. Thì tại sao mình không lựa chọn cái phương pháp đó, khỏi cần uống thuốc. Ngoài ra chúng ta có dòng điện trị liệu cũng có thể mình gắn trực tiếp lên ngay vùng quanh khớp háng đó, thì nó sẽ kích thích những cái thần kinh, những cái cơ để cho nó làm việc đáp ứng. Tại vì lâu ngày mình cứ đi mình đau thì nó sẽ cũng ảnh hưởng tới vấn đề cơ, thì ở đây sẽ có dòng điện nó sẽ kích thích lên, nó làm cho mình cũng đỡ đau luôn. Thì cái đó là có thể là cái phương pháp tối ưu nhất dành cho chú. Nếu mà mình cứ theo cái phương pháp đó thì nó gọi là nó sẽ ổn định cho mình, chứ nó không có hết được cái hoại tử đó. Thật sự là hoại tử là đã hoại tử rồi, mình không có làm cho nó hết hoại tử được, nhưng mà mình sẽ giảm đi cái tình trạng đau. Mình có thể điều trị ổn rồi, có thể điều trị khoảng 2 đến 3 tuần nó ổn rồi, thì mình có một cái liệu trình bác sĩ sẽ cho. Ví dụ như một tháng mình sẽ tới điều trị 1 đến 2 lần, cứ tháng nào mình cũng tới 1-2 lần, thì lúc đó thì mình sẽ kéo dài được cái chõm đó cho tới khi mà mình có tuổi nhiều hơn đó. Mình ngăn chặn được đúng không ạ? Mình ngăn chặn được rất là nhiều. Dạ. Khi mà nghe nói đến phẫu thuật thì Thiếu Liễu nghĩ là chắc là ai cũng sợ đúng không ạ? Tại vì chúng ta phải trải qua một ca phẫu thuật thì vừa tốn thời gian, tốn tiền bạc, rồi sau phẫu thuật thì chúng ta cũng cần phải tập vật lý trị liệu mới có thể trở lại bình thường được đúng không thưa bác sĩ? Dân như vậy thì không biết là cái thời gian điều trị của cái phương pháp vật lý trị liệu và đối với cái bệnh thoái hóa khớp thì nó bao lâu ạ? Với cái thời gian để sử dụng cái phương pháp vật lý trị liệu để can thiệp vào bệnh thoái hóa khớp, thì chúng ta biết là thoái hóa khớp thì nãy giờ từ ban đầu chúng tôi đã nói thì nó là do tuổi tác. Thì đó là tuổi tác thoái hóa rồi, thì mình sẽ can thiệp, mình không có ngăn chặn cái thoái hóa nữa, tức là nó là của vấn đề về sinh lý cơ thể rồi, mình không có phải là thần tiên mình ngăn chặn nó, nhưng mình phải can thiệp vô là mình không cho nó đau, mình sẽ nuôi dưỡng cái khớp đó bằng cái tác nhân vật lý, mình sẽ dùng sóng siêu âm mình can thiệp. Mình dùng những cái máy móc khác giảm đau, như có giống dòng điện trị liệu, xung kích trị liệu, có thể là mình có thể khi mà cái vùng khớp đó nó bị đau nhiều quá, mình có thể dây, mình có thể làm cho nó mềm ra, để cho khớp nó được cử động tốt hơn, nó không bị cứng khớp, nó không bị teo cơ. Nếu mình không điều trị thì nó sẽ cứng khớp teo cơ đó.
Nếu mà cái thời gian để chữa trị nó thì nó cũng đối với cái thoái hóa tuổi tác á, thì mình đã bị dài lâu năm rồi thì mình phải tương ứng là mình cũng phải điều trị dài, và dài ở đây có thể là nếu mà thoái hóa của mình nó âm ban mức độ nhẹ thì có thể 1 tuần 2 tuần, nếu mức độ nặng thì có thể 1 tháng. Còn nếu mà nặng hơn nữa mà mình lúc đó có chỉ định phẫu thuật rồi mà mình không phẫu thuật, mình chọn cái phương pháp vật lý trị liệu thì mình phải theo nó gọi là duy trì luôn. Thì nó sẽ ổn định cho cái khớp của mình khỏi cần phải can thiệp về vấn đề phẫu thuật. Mà lưu ý là nếu mà cái khớp đó nó đã hư lắm rồi hay là đau quá mà chịu không nổi nữa, không còn cái gì trong đó nữa, thì mình cũng phải lúc đó là mình cũng phải đi chọn cái phương pháp phẫu thuật, hoặc là khi mình điều trị phương pháp vật lý trị liệu mới mà hoài mà nó không hết á, nó đã xấu quá rồi thì mình cũng phải lựa chọn phương pháp phẫu thuật thôi. Có nghĩa là khi mà mình điều trị phương pháp vật lý trị liệu mà không không thể can thiệp được nữa thì mình Đúng phải rồi. tìm đến phương pháp phẫu thuật đúng không ạ? Dù sao thì nó cũng sẽ đỡ đau hơn rất là nhiều. Vâng, như vậy thì không biết là cái chi phí để điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu thì nó có tốn kém lắm không ạ? Về cái chi phí á, thì thật sự là máy móc chúng tôi á, thì ở phòng khám chúng tôi á, thì nhập thì những cái máy móc ở châu Âu về, nói chung nó hiện đại, nhưng mà với cái số tiền bỏ ra thì để gọi là mình lấy lại rất là ít, tại vì cái giá với một cái chuyên môn để điều trị một bệnh lý thoái hóa khớp thì khoảng 50.000 thôi. Nhưng mà mình phải kết hợp nhiều những cái phác đồ, những cái chuyên môn khác, với kết hợp phía ngoài, phía trong, thì mình phải kết hợp nhiều, thì lúc đó thì có thể mình 4 hoặc 5 môn thì lúc đó thì khoảng tầm 200 mấy thôi. Thì nếu mà chi phí như vậy thì đối với bệnh thoái hóa khớp thì một cái mức giá nói chung là so với uống thuốc hay là điều trị theo phương pháp khác thì nó tương đối là rẻ, mà thật sự là nó lại an toàn, nó không ảnh hưởng tới vấn đề bên trong cơ thể. Chúng ta nói dùng thuốc thì sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, bao tử, ảnh hưởng tới gan, ảnh hưởng tới thận, thì cái đó là một cái an toàn nên mình có thể lựa chọn theo phương pháp vật lý trị liệu. Nhưng với sự kết hợp giữa máy móc hiện đại cùng với kỹ thuật của các tay nghề của các kỹ thuật viên nữa thì sẽ mang đến hiệu quả rất là cao đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề là điều trị triệt để thoái hóa khớp không cần phẫu thuật. Và thông qua số điện thoại 02723833833 thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi giao lưu của quý vị khán giả. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng giao lưu với một vị khán giả nữa. Đó là một vị khán giả ở Phan Thiết ạ. Vậy là Dương Thị Sáu, Phan Thiết, số điện thoại 0168 560 5329. Chị là ý là chị giờ cái bệnh xương khớp rồi giờ chị teo cơ mà bị thoái hóa xương nữa em. Bị loãng xương rồi thoái hóa xương nữa. Giờ ý chị cũng nhờ bác sĩ tư vấn dùm cho chị để chị vô chị điều trị ấy mà. Dân xin cảm ơn khán giả Dương Thị Sáu đã gọi về cho chương trình. Vì khán giả này có lẽ là bị hơi nhiều đúng không ạ? Teo cơ, bị xương khớp và bị loãng xương nữa. Thì xin mời bác sĩ tư vấn cái phương pháp nào điều trị thích hợp với những loại bệnh này ạ? Thì mình có nói những cái triệu chứng rất là rõ. Thì mà nhưng mà cái thoái hóa khớp thì có thể là không biết cái khớp nào, nhưng mà thật sự đa số mà nói về thoái hóa khớp thì thoái hóa khớp gối là chiếm rất là đa số, do cái khớp gối là mình đi lại, là cái chân để đi mà, thì mình cứ đi nhiều là nó sẽ so với cái độ tuổi nữa thì nó cái áp lực nó sẽ đè lên rất là nhiều. Vấn đề về nãy mình nói là thừa căng á, nếu mà cái thừa căng thì xuất hiện ở phụ nữ cũng đa số là nhiều, và đặc biệt là sau cái thời kỳ mãn kinh thì cái mức độ kiểm soát cân nặng nó không được, chúng ta đề phòng cái vấn đề đó thì nó ảnh hưởng tới cân nặng cũng rất là nhiều. Thì ở đây thì có chúng tôi có thể tạm thời là có thể là thoái hóa khớp gối. Thì như vấn đề thoái hóa khớp gối nãy giờ chúng ta cũng đã nêu, thì khi mà nó thoái hóa diễn ra như vậy thì cái cơ để mà nó làm việc cho cái vấn đề đi là nó bám quanh khớp gối, là cái cơ tứ đầu, nó nối từ trên trên cái xương đùi, trên cái đầu trên xương đùi xuống cái dưới của khớp gối, nó có một cái dây chằng bao quanh cái xương bánh chè xuống bám tăng xuống cái xương màu cái máu của cái xương chày.
thì khi mà mình hạn chế đi lại thì cái cơ nó sẽ teo, là cái cơ đùi. Khi mà nó teo như vậy thì mình làm cho vấn đề đi lại nó sẽ ảnh hưởng. Vấn đề đau của khớp thì nó đã ảnh hưởng rồi, mà vấn đề của cơ teo thì nó cũng đã ảnh hưởng tới sức mạnh của cơ rồi. Khi mình làm việc cái gì nó cũng sẽ yếu đi. Khi mà nó phía sau của cái cơ đó là sẽ có cái gân nó cũng sẽ yếu theo luôn. Rồi những cái dây chằng xung quanh khớp nó sẽ có thể là bị giãn ra. Khi mà nó thoái hóa nó là sẽ lệch trục, một bên dây chằng thì bên này nó căng, bên kia nó chùng, nó cũng sẽ va chạm vô, sẽ gây đau cho mình là như vậy. Vấn đề dây chằng phía trong là dây, có dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau. Khi mà nó bị vấn đề bị giãn thì nó làm cho khớp gối mình sẽ đi thì mình sẽ dễ bị sụp lún, mình đi nó dễ bị sụp, giống như là nó không còn sức nữa đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là vấn đề cho khớp gối khi đi lại. Về vấn đề loãng xương á, thì nó là có độ tuổi sau thời kỳ mãn kinh như tôi đã nói á, thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Thì loãng xương này thì mình phải cần có một cái chế độ bổ sung về vấn đề dinh dưỡng. Nếu mình phải đi đo cái mức độ loãng xương thì không biết mức độ nó là nặng hay nhẹ. Nếu mà mức độ vừa phải thôi, mình có thể bổ sung những cái dinh dưỡng hàng ngày. Dinh dưỡng hàng ngày chúng ta ăn á, thì phải có đầy đủ, đặc biệt là về rau xanh. Hay là những cái thức ăn như mình nói là mình ăn thủy hải sản á, thì nó giàu canxi. Mình chọn những cái con mà nhỏ thôi, như tôm nhỏ thôi mình ăn, để tại vì cái lớp vỏ thì nó mới có canxi nhiều, ở trong lớp thịt thì nó ít thôi, nó cũng có mình ít, thì mình chọn những con nhỏ hay là con cá nhỏ mình ăn luôn xương, ăn luôn vỏ thì nó sẽ giàu canxi, thì nó sẽ đỡ đi cái phần loãng xương cho mình. Như chế phẩm những cái sữa, như chế phẩm từ sữa, những cái rau xanh đó mình cứ cho vô hàng ngày luôn. Thì nó sẽ hạn chế đi cái vấn đề loãng xương và ngăn ngừa các loãng xương. Nếu mà nặng thì mình sẽ sử dụng thuốc, ha, mình sẽ sử dụng thuốc, thì ngoài thị trường rất là nhiều thuốc. Thì và cần phải có cái chế độ, mình sẽ có chế độ tập luyện nữa. Cơ mình nó teo rồi thì bây giờ mình sẽ chọn những cái bài tập nào cho nó phù hợp. Ví dụ như mình đi đi nó rất là đau, đi rất đau mà mình cứ cứ đi thì nó đau hoài, thì nếu mà đi thì cơ nó mới làm việc, thì người ta cứ nghĩ như vậy, thì cơ làm việc thì cơ nó không có teo, nhưng mà làm như vậy thì ảnh hưởng tới khớp. Thì bây giờ mình sẽ có cái lời khuyên, ví dụ mình ngồi mình có thể tập được cái cơ tứ đầu đó. Mình ngồi mình đá chân lên. Lúc đầu thì mình sẽ tập nhẹ nhàng thôi, mình đá lên rồi mình co lại thì làm cho khớp nó được trơn tru, nó kho chất nhờn ở trong đó sẽ tiết ra tự nhiên hơn. Rồi nếu mình tập mạnh cơ thì mình có thể đá lên mình giữ lại, làm cho cơ nó được săn chắc trở lại. Cái này vấn đề này thì có thể mình khi mình thăm khám ở cái những phòng khám chuyên khoa thì mình sẽ nói sâu hơn về cái sự teo cơ, sẽ có những cái bài tập phục hồi sự teo cơ đó, rồi những có sẽ có những cái phương pháp sẽ ức chế được cái vấn đề thoái hóa, giảm đau, giảm kháng viêm, phục hồi lại cái khả năng đi đứng cho mình. Còn cái vấn đề loãng xương thì nãy giờ trình bày rồi. Dạ, con